Chào mừng các con đến với bài dạy thể dục. Chân trái bước sang ngang, rộng bằng vai, hai tay ra ngang và lắc cổ tay. Nhịp 2, đưa hai tay trước ngực và lắc cổ tay. Nhịp 3, trở về nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế đứng nghiêm. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng ở nhịp 5, chân phải bước sang ngang. Các con cùng tập động tác điều hòa với thầy. Động tác điều hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6.
cả lớp thả lỏng. Bài thả lỏng chuẩn bị bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Dặn dò, hàng ngày các con tập các động tác của bài thể dục phát triển chung. Các con tự tổ chức chơi các trò chơi đã được học trong điều kiện cho phép như trò chơi nhảy ô, trò chơi nhảy lò cò, trò chơi tung bóng và rổ, trò chơi ai kéo khỏe, trò chơi thăng bằng. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con có những giờ học vui khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào những tiết học sau.